Khu 13 đó giờ chỉ nghe ở trên phim thôi. Nhưng mà bữa nay tôi được đi một khu 13 mang phong cách Hồng Kông nằm ngay Sài Gòn nè. Ở đây thì có hai không gian bên trong và bên ngoài. Ai mà muốn thoáng mát á, thì ngồi ở bên ngoài. Còn muốn chơi vui tưng bừng thì ngồi ở bên trong nha. Nghe cái tên khu 13 là đã ấn tượng lắm rồi. Nhưng mà đồ ăn ở đây còn làm tôi ấn tượng hơn như vậy nữa. Trời ơi, tao nói món nào cũng xuất sắc luôn. Như món ốc hương sốt hoàng kim nè thì có ốc hương siêu to. Sốt hoàng kim ở đây là trứng muối đó mấy ông bạn. Đủ 4 tiêu chí là tươi, thơm, béo, bùi. Nạp thêm xíu vitamin rau á, thì có salad dầu giấm bò trứng, thịt bò mềm kết hợp với lại nước chấm chua ngọt. Trời ơi, tao nói nó tan luôn trong miệng vậy đó. Rau xà lách các thứ cũng tươi nên là ăn rất giòn miệng luôn. Món này nhìn vô thì chắc ít người nhận ra là bào ngư sốt Thái ha. Nhưng mà sốt phải nhiều như này ăn mới đã miệng chứ. Bào ngư thì tươi giòn sực sực, sốt Thái thì cay hít hà luôn mà. Một món cơm mà hầu như đi đâu tôi cũng gọi. Cơm chiên trái thơm thì quá phổ biến rồi. Phải làm một xíu để no cái bụng cho đúng không? Tới cái món này là tôi đê mê luôn. Gà hấp mắm nhỉ, nghe tên đơn giản vậy thôi chứ không hề đơn giản đâu. Chạy ở cái miếng gà nó mềm mà nó mỏng nước. Phần thịt thì mềm mà phần da thì lại dai dai nha. Có mùi hương thơm lừng của mắm nè. Hương vị thì đậm đà và thấm vị. Nói chung là rất recommend mấy ông bà luôn. Món này thì mấy ông bà nhìn là biết món gì rồi. Phải gọi là hàu bơ trong phô mai luôn mà. Diễn tả món này bằng 3 từ thôi là tươi, thơm, béo. Mà béo ở đây là vừa hàu vừa phô mai luôn á nha. Hồi đó là món sườn tháp này hiếm lắm. Nhưng mà bây giờ cũng nhiều quán có đó chứ. Ấy da, nhưng mà quan trọng là có ngon hay không. Mấy quán khác thì tôi không biết, nhưng mà quán này thì thịt cực kỳ mềm. Lấy thịt rất dễ dàng luôn nha. Thịt đúng béo và ngọt thịt luôn. Nước súp thì chua ngọt thanh. Tất nhiên là không thể thiếu vị cay rồi. Cay ăn mới đã chứ. Và ba món đặc biệt này đều có chương trình ưu đãi cho mấy ông bà nè. Tiếp theo là một phần lẩu có cái tên khá lạ là lẩu kê gà, ăn cùng với lại nước hầm thuốc bắc và rau xà lách son, có cả táo đỏ và kỷ tử nữa, rất bổ dưỡng luôn. Ông bà nào chưa biết kê gà là gì á thì tra thử nha. Nói chung là béo, mọng nước và ngọt ngọt, nước lẩu cũng rất là đậm vị nữa. Quán nằm ngay góc hẻm 80 đô đốc long luôn. Tối thứ bảy chủ nhật sẽ có đi chay nè, tầm 8-9 giờ là bắt đầu đông khách đó. Có sinh nhật tiệc tùng gì thì ghé đây là thoải mái luôn.